Ai lên tới chín chữ châu thổ ngắm cảnh rừng ở thiên chúa cà phê. Thank you.
chân còn duyên. Tiên như cảnh thủy tiên bắp địa giang chân vàng tiên nữ cà phê. Kêu vườn ngót đi bốn đi bể ngó trên mùi son mắt mắt đi phật phật ra ngà biếc cười hoa nở chúa bà cây linh. Lào thanh thanh hóa chúa út đi trời mấy tuần hương thương tỏa khắp đó đây thuốc lào thanh thanh hóa xưa nay danh tiếng đồn. Chúa bà đam mê mốc cuộc tùy cuộc hồn xưa nay đồ ghế nào hút thuốc mà không say họ đàm ngồi hút thuốc khói bay dầm trời. Còn nhà đệ tử đi
biết đường tu tâm. Bệnh chân gian, bệnh nào cũng khỏi, tan hãy tức tức thì khỏi rồi, chưa chẳng lấy cái chi chi. Giữ đàng hoàng ý, mang tài cứu nước cứu dân, Chúa Bà sáng tỏ chân chân thì phạm còn duyên thiên thai. Chúa trở ra lập đền hương khói xa gần nhớ ơn tiền nhớ cảnh thủy
giòn mà phân già. Sa lan thanh giá